Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ xây dựng tạm dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cấp hơn 1.100 giấy chứng nhận nhà đất trong một tháng. Giá nhà tại Anh giảm lần đầu tiên trong gần 3 năm. Thưa quý vị, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ tạm dừng đề xuất gói 110.000 tỷ đồng để áp dụng gói 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước công bố Đại diện Bộ Xây dựng cho biết hiện Bộ Xây dựng đã có sự thảo nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng gói tín dụng 110.000 tỷ đồng và ưu tiên triển khai gói 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước công bố trước. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đưa ra cụ thể các đối tượng được ưu tiên trong gói 120.000 tỷ. Trước mắt gói tín dụng 120.000 tỷ vẫn ưu tiên hỗ trợ cho phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững, tổ chức sáng 17 tháng 2, Bộ Xây dựng đề xuất chính phủ bố trí gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng. Theo phương thức tái cấp vốn, giống gói 30.000 tỷ đồng đã được thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013-2016 trước đây, cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay. Cùng đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã họp với 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Thống nhất dành gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà, thấp hơn từ 1,5% tới 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Theo giới chuyên gia, nếu gói 110.000 tỷ đồng được phê duyệt thì đây sẽ là gói chính sách rất tốt do có lãi suất ưu đãi khoảng 4,5 đến 5,5% một năm tương tự các gói tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách Việt Nam. Trong khi đó gói 120.000 tỷ đồng chỉ giảm 1,5 đến 2% lãi suất so với mặt bằng lãi suất hiện tại thì mức giảm này được đánh giá là không đáng kể. Thưa quý vị, trong tháng qua thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 1.101 giấy chứng nhận nhà đất lần đầu, hầu hết trong đó cấp cho cá nhân. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực trong tháng 2 năm 2023. Trong đó có tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất gọi chung là giấy chứng nhận. Công tác đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và đấu giá 3.790 căn hộ tại thành phố Thủ Đức về cấp giấy chứng nhận trong tháng 2 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã cấp 1.101 giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức và cá nhân. Trong đó, 1.099 giấy chứng nhận được cấp cho các cá nhân. Tổng số giấy chứng nhận đã cấp cho cá nhân đến nay đạt 1 574 937, đạt 98,9% kế hoạch. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố còn giải quyết hồ sơ đăng ký biến động nhà đất cho 46.940 trường hợp. Phần lớn là các cá nhân với hơn 45.000 giấy chứng nhận. Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã đề xuất kế hoạch đấu giá các khu đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, Sở này còn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch chi tiết và thủ tục để đấu giá 3.790 căn hộ. Về 3.790 căn hộ sắp bán đấu giá, đây là số căn hộ thuộc 12.500 căn hộ thành phố có chủ trương xây dựng để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến nay 80% số căn hộ xây dựng hoàn tất. Vì không còn nhu cầu bố trí tái định cư nên thành phố đã đề xuất và được bộ ngành trung ương chấp thuận cho chuyển sang bán đấu giá 2.790 căn hộ này. Phương án đấu giá giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai. So với tháng 1 năm 2023, giá nhà tại Anh đã giảm 0,5% và là mức giảm theo tháng lần thứ 6 liên tiếp, ghi dấu đợt giảm dài nhất kể từ đợt giảm bắt đầu vào năm 2007 và kết thúc vào năm 2009. Công ty cho vay thế chấp Nationwide cho biết, giá nhà tháng 1 tại Anh đã giảm lần đầu tiên trong gần 3 năm qua, làm tăng thêm các dấu hiệu cho thấy thị trường nhà ở đang chứng lại do lạm phát cao và chi phí vay mượn gia tăng. Theo Nationwide trong tháng 2 vừa qua, giá nhà tại Anh đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2020, giai đoạn đầu bùng phát đại dịch Covid-19, khi giá nhà nước này chứng kiến mức giảm 0,1%. Đây cũng là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2012. So với tháng 1 năm 2023, giá nhà tại Anh đã giảm 0,5% và là mức giảm theo tháng lần thứ 6 liên tiếp, ghi dấu đợt giảm dài nhất kể từ đợt giảm bắt đầu vào năm 2007 và kết thúc vào năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra trên toàn cầu. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự kiến giá nhà tại Anh trong tháng 2 năm nay sẽ giảm 0,9% so với một năm trước đó và giảm 0,4% tính theo tháng. Nationwide cho biết giá nhà của Anh hiện thấp hơn 3,7% so với mức cao nhất ghi nhận hồi tháng 8 năm ngoái. Lãi suất chủ chốt của Anh đã tăng mạnh trong hơn một năm qua, trong khi thị trường cho vay thế chấp bị gián đoạn nghiêm trọng vào cuối tháng 9 và tháng 10 năm 2022, sau khi cựu Thủ tướng Liz Truss công bố gói tài chính mới còn được gọi là ngân sách nhỏ, khiến chi phí đi vay trên thị trường tăng cao. Nhà kinh tế trưởng của Nationwide, Robert Gardner cho biết, thị trường nhà ở của anh sẽ gặp khó khăn trong việc phục hồi trong thời gian tới do nguy cơ suy thoái kinh tế và các khoản thanh toán thế chấp cao hơn nhiều so với mức trung bình. Tuy nhiên, các điều kiện sẽ dần được cải thiện nếu lạm phát ở mức vừa phải trong những tháng tới theo như dự kiến, giúp giảm bớt áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Mức tăng vững chắc trong thu nhập danh nghĩa cùng với giá nhà suy giảm cũng sẽ hỗ trợ khả năng chi trả nhà ở, đặc biệt nếu lãi suất thế chấp giảm trong những tháng tới ông Gardner cho biết, các nhà kinh tế của công ty tư vấn Patheon dự đoán giá nhà tại xứ sở sương mù sẽ giảm khoảng 8% so với mức đỉnh của năm ngoái. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!